À, xin được chào tất cả các chị và các bạn, những chiến binh R.E.P Biotech đến với khóa huấn luyện năm 2020.
của chiến binh R.E.P Biotech xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.